Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng có chút thời gian quay trở lại với kênh Nhan Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của Lexus SI250. Đây là dòng sản phẩm hàng liên doanh cao cấp mới 100% anh em nhé. Chúng ta sẽ cùng nhìn sơ qua về sản phẩm này. Sản phẩm được thiết kế với 4 chân bắt và lốc máy, 2 chân trên và 2 chân dưới. Đời này thì nó sẽ sử dụng cả mặt hít, tức là cả bôn điện này, đóng mở bằng bôn điện. Đây, đây cái dây của bôn điện này. Đây là cái cảm biến báo xung này. Dòng lốc này chạy cái bôn điện này, cảm biến báo xung này và van điện. Đấy, van điện từ. Đây. Đây là cái sắc điện của nó này. Đấy. Buli để lai dây cura bản này nó sẽ là 1 2 3 4 5, 6, 6 có rãnh, tức là nó tương đương 7 PK. Gần như là dòng của Lexus thì bản PK của nó khá là nhiều, nó lai như thế nó mới khỏe. Thân con lốc này thì nó sẽ tương đương là thân con này nó sẽ tương đương 13. Đó. Đây, đây chính là cái van đuôi của nó này, van bé đây thôi. Đây thì chính là cái van áp suất để bảo vệ lốc này. Đó. Đây là cái chỗ để chúng ta tháo này, xả bỏ và châm dầu. Đây là hai mặt bích của lốc, một mặt bích đường cao, một mặt bích đường hồi. Đó. Thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của Lexus SI250. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333, hỗ trợ lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.